phát huy bản lĩnh trí tuệ tinh thần sung kích. Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Công an Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình xung kích tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong đó, từ việc duy trì quỹ xã hội tình nghĩa 500 đồng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức trên 30 chương trình chiến dịch tình nguyện, đợt công tác xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sau vùng xa, với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Song song đó, tổ chức 15 đợt tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về kiến thức bảo vệ môi trường, tổ chức 79 đợt huy động ra quân ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, trồng mới 3.000 cây xanh, vận động hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 2.000 đơn vị máu. Trong công tác phòng chống COVID-19, 100% đoàn viên thanh niên công an tỉnh sẵn sàng tham gia tình nguyện, trực tiếp hỗ trợ tại các khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh. Hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản các loại gửi về đồng bào vùng dịch, thăm tặng hơn 5.000 khẩu trang, 3.000 kính trắng giọt bắn và hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong chiến dịch ra quân thực hiện hai dự án trọng điểm của Bộ Công an, đã có hơn 600 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ, thu thập dữ liệu dân cư, trực tiếp hướng dẫn cấp căn cứ công dân cho người dân, góp phần đảm bảo tiến độ chỉ tiêu cấp căn cứ công dân.